Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, việc triển khai các hội chợ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi được đánh giá là một trong những việc làm thiết thực góp phần vào thành công của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Là một tỉnh miền núi, hàng năm tỉnh Yên Bái đã tích cực tổ chức các phiên chợ hàng Việt tại các huyện vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, việc tổ chức các phiên chợ này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và vất vả. Huyện Trấn Yên hôm nay nhộn nhịp hẳn. Bà con ở đây ai cũng háo hức chờ đến tối để đến với phiên chợ hàng Việt do Sở Công Thương Yên Bái tổ chức. Tham gia với phiên chợ này có 15 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại đây, các mặt hàng Việt Nam gồm hàng may mặc, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử, nông sản đều có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, được bán với giá thấp hơn hoặc bằng với giá thị trường cùng thời điểm. Em đến từ tỉnh Lai Châu ạ. Em đến đây là để giới thiệu và quảng bá sản phẩm ở công ty em, để giới thiệu đến bà con ở tỉnh Yên Bái này. Mong rằng các sản phẩm của bọn em được quảng bá ra thị trường nhiều hơn ạ. Thì tham gia cái hàng Việt về nông thôn thì tôi cũng tham gia từ 2013 đến giờ rồi. Nói chung là vừa là đi là quảng bá sản phẩm để làm những cái đại lý của các cái chương trình nhỏ và lẻ. Thì cũng đi từ năm 2013 đến giờ cũng 3-4 năm rồi. Thì nói chung một lần đi thì cũng tìm được một vài đại lý cấp 1. Thì cũng công ty nói chung cũng chung quy là để giao lưu hàng hóa cho các tỉnh đó chị ạ. Phiên chợ được tổ chức là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong cả nước, đặc biệt là doanh nghiệp Yên Bái, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm hiểu thông tin khách hàng, thị trường, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng kinh doanh, và cũng là cơ hội để người tiêu dùng huyện Văn Yên, Trấn Yên mua sắm, sử dụng các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng cao với giá cả phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của người dân địa phương. Ở Yên Bái thì có một số có tức là có 9 huyện thị thành phố. Thì Trấn Yên thì là cũng là một cái huyện mà lần đầu tiên anh em tôi đưa cái chương trình đưa hàng Việt miền núi về Trấn Yên. Và có đây cũng là một cái yêu cầu của huyện, ủy ban nhân huyện là cũng để giúp bà con huyện Trấn Yên. Ở đây thì là thị trấn nhưng còn có bà con xung quanh, các xã xung quanh, vùng sâu vùng xa là cũng chưa biết được cái việc này. Năm nay ấy thì theo chỉ đạo của ban quản lý chương trình xúc tiến mạo gia thì chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc cái việc này. Toàn bộ các cái sản phẩm hàng Việt là đảm bảo có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ để đưa về đây giới thiệu với bà con huyện Trấn Yên. Thế và đặc biệt là năm nay thì là cái sản phẩm của chúng tôi đặc biệt là kỹ, bởi vì trước khi vào đây là đưa lực lượng quản lý thị trường của Sở Công Thương là vào kiểm tra toàn bộ, sau đó mới đưa vào hội chợ. Việc tổ chức phiên chợ này đã giúp người dân khu vực nông thôn có thêm cơ hội để tham quan mua sắm những mặt hàng chất lượng do chính các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Từ đó, có thêm thông tin để so sánh đánh giá về chất lượng, giá cả của hàng sản xuất trong nước với những hàng ngoại được bày bán trôi nổi không có xuất xứ trên thị trường. Hiện nay thì Sở Công Thương đang tổ chức những cái phiên chợ đưa hàng của Việt Nam về với bà con nhân dân các cái huyện miền núi này, thì có thể nói đây là một cái hình thức tổ chức thực hiện cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân miền núi là hết sức là tốt. Đặc biệt là những cái hàng Việt Nam mà đưa về đến các huyện, những huyện vùng sâu vùng xa thì đã giúp cho bà con mua được những cái sản phẩm của chúng ta sản xuất ra và là một cái mặt hàng rất là tốt và nó là hàng thật. Với các doanh nghiệp, việc tham gia các phiên chợ hàng Việt đã giúp họ quảng bá, giới thiệu và tiếp cận được thị trường. Ngoài ra là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu và sức mua của người dân khu vực nông thôn, từ đó đưa ra được những chiến lược kinh doanh phù hợp hơn. Như vậy, các phiên chợ này đã tạo ra sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, việc tổ chức những phiên chợ như thế này ở các tỉnh miền núi như là Yên Bái vẫn còn gặp không ít khó khăn, như tìm mặt bằng đủ rộng để tổ chức phiên chợ, thời tiết lúc nắng, lúc mưa, đường xá xa xôi và thường thiếu các doanh nghiệp lớn tham gia. Năm nay và cũng như các năm trước thì cái khó khăn của Yên Bái và tôi nghĩ rằng là cái khó khăn chung của tất cả các tỉnh làm cái phiên chợ đường Việt về miền núi hoặc về miền nông thôn thì là cái mà các cái tập đoàn, các cái siêu thị lớn thường là không tham gia vào đây được. Cái khó khăn nữa là ở địa bàn miền núi. Chúng tôi là một tỉnh miền núi, địa bàn ở các huyện đặc biệt khó khăn.
Các bạn thấy là mặt bằng cũng rất khó khăn. Đây mặt bằng hôm nay là các bạn thấy là đổ cát vì nó mưa, tối hôm qua mưa như thế. Rồi là thời tiết ở đây nó cũng bất thường. Có thể nói, việc tổ chức các phiên hàng Việt về vùng nông thôn, miền núi là hành động thiết thực và cụ thể, nâng cao lòng tự hào về sản phẩm sản xuất trong nước, hình thành thói quen tiêu dùng hàng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Để những phiên chợ hàng Việt ngày càng được tốt hơn, quy mô hơn, các cơ quan chức năng cần xem xét chỉnh sửa những chính sách hỗ trợ cho các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp tham gia, để việc tổ chức các phiên chợ này được hiệu quả hơn và các doanh nghiệp cũng nên tận dụng tốt những ưu đãi đó, mạnh dạn tham gia vì điều đó có lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.